và anh Duy Nguyễn xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay, hỏi đáp số 652. Xin thân ái kính chào các bạn. Các bạn thân mến, trong hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay xin được trở lại với chủ đề quen thuộc của chương trình. Đó là chủ đề ngực mà rất nhiều các bạn nam giới của chúng ta lại phải đặt vấn đề quan sao tâm. Sao ngực hoài vậy các bạn ơi? Thương thấy rằng trong hỏi đáp 651 thì đã có khoảng từ 1 đến 2 câu hỏi về vấn đề ngực. Và nói đến ngực thì cũng chủ yếu là cái vấn đề là ngực lệch, bên to, bên nhỏ. Tuy nhiên thì mỗi bạn này có một kiểu lệch khác nhau. Ở câu hỏi 12756, bạn Jimmer của chúng ta hiện tại là bộ đội và không có điều kiện đến phòng tập. Trước khi nhập ngũ thì bạn cao 1m61, nặng 59kg và sau 3 tháng trong quân đội thì bạn đã sụt đi 8kg. Do điều kiện thức ăn nên mỗi ngày thì chỉ ăn buổi cơm trưa. Sau khi chuyển đơn vị, điều kiện ăn uống của em cũng được tự do thoải mái hơn nên bắt đầu tập tạ, tự làm đến giờ cũng được 3 tháng. Em hiện lên 2kg và hiện tại thì bạn nặng được 53kg. Lịch tập của em là thứ 2, 4, 6 ngực bụng, thứ 3, thứ 5 lưng xô cầu vai đùi. Đùi em chỉ tập ít do đùi của em thì cũng to và chắc rồi. Ngon rồi đó bạn. Thứ 7 thì em tập tay vai, em ăn ngày 5 bữa nhỏ. Em muốn tăng cơ giảm mỡ và em tự tập như vậy 3 tháng thấy cũng thay đổi một tí. Mỡ thì giảm nhưng không biết cơ lên được bao nhiêu. Anh chị cho em hỏi là lịch tập của em thì có cần thay đổi không và thay đổi như thế nào? Anh chị cho em hỏi tiếp là em bị dị dạng xương vùng ngực trái, cho nên ngực bên trái xương to nên nhìn thấy đầy đặn và có cạnh và to hơn ngực bên phải. Em thì thuận tay phải. Khi mà sờ ngực phải thì thấy có nhiều mỡ, không biết là có bị mất cơ hay không. Và sau này tập luyện thì ngực có đều lại hay vẫn bên to bên nhỏ. Anh chị cho em hỏi tiếp. Anh chị thân mến, bạn hỏi rất là nhiều vấn đề. Trước mắt thì anh trả lời giúp cho bạn cái vấn đề về chế độ tập luyện của bạn và vấn đề ngực lệch. Bây giờ chế độ tập luyện của bạn trong quân trường á, vậy là được rồi, không chỉnh gì cả, nó cũng khoa học rồi, không có gì sai hết. Rồi còn cái việc mà ngực lệch do khung xương bạn nó lệch đó thì bạn sẽ không khắc phục được. Bạn tập luyện thì sau này nó cơ thể mình nó khỏe thôi, còn riêng cái phần này á thì đã lệch từ xương rồi thì cơ nó bám xương mà bạn. Cơ nó bám xương nên cái việc mà nó sẽ không có đều lại được. Tại vì khung xương của mình nó căn bản nó đã không đều. Với chiều cao cân nặng của bạn hiện tại thì bạn 53kg. Và bạn nói rằng là không biết là sau này khi mà, tức là bạn sẽ tập cái đồ ăn đó khoảng 1 năm là bạn sẽ bạn sẽ xuất ngũ và đăng ký ở phòng tập thì bạn tập theo giáo án của anh Duy. Thì không biết là lúc này thì bạn, lúc đó thì bạn sẽ lựa chọn theo cái giáo án nào là phù hợp. Lean body luôn, bạn tập hơn 1 năm rồi mà, kỹ thuật công tác cứng rồi cứ lean body mà xử thôi. Đó, đơn giản, không gì hết. Hy vọng với chia sẻ của anh Duy vừa rồi thì bạn sẽ yên tâm với câu hỏi của mình nhé. Là sau khi tập xong thì khoảng 1 năm thì cứ lean body. Chúc cho bạn sẽ nhanh chóng là trong vòng 1 năm ở trong quân đội thì bạn sẽ nhanh chóng là nâng cao cái level của mình và khắc phục vấn đề ngực. Với phần trong quân đội bạn ráng ăn nhiều nha bạn. Ăn được nhiều ăn hết đi. Ăn phần của đồng đội cũng được nữa. Tại bạn hơi thiếu ký mà. Trở lại với chương trình, trong câu hỏi 12.757 về một vấn đề, có thể nói là một chủ đề rất là lạ lẫm mà Thu Hương đã thực hiện rất là nhiều câu hỏi cho đến số hỏi đáp này là số 652 nhưng mà chưa có bạn nào hỏi vấn đề này cả. Đó là việc mà tập gym nhiều thì có bị biến đổi giới tính hay không? Tại em nghe một số người kêu khoa học chứng minh là tập gym nhiều thì bị biến đổi giới tính. Vậy điều này thì có đúng hay không? Anh Duy có thể cắt nghĩa vấn đề này. Anh nghĩ thì không đúng đâu. Anh nghĩ thì không đúng. Bạn tập gym nhưng mà với điều kiện mà đừng có dùng cái gì bằng chọt tới hormone thì thôi. Hormone là cái nó quy định ra giới tính của bạn. Bằng chọt tới nó nhảy tè le hoặc me hết là cái đó không biết được. Nó khi bằng chọt tới hormone thì bằng cách bằng tim bằng chích thì bạn lại bị đó bằng tác động tới cái hormone của mình á thì nó mới là ảnh hưởng tới giới tính. Còn bây giờ bạn tập bình thường, ăn uống bình thường, nó là chơi thể thao thôi mà. Làm sao nó tác động được giới tính được? Nhưng mà nó có sự thay đổi như vậy. Trong cơ thể chúng ta thì có hai hormone mà phân biệt khẳng định giới tính là test phân biệt nam và S phân biệt nữ, đúng không? Thì thường thường cái tỷ lệ mà gọi là 80 test và 20 S trai á, trai manly đàng hoàng á, tỷ lệ khoảng cỡ đó. Là testosterone là khoảng 80%. Đúng rồi. Và estrogen là 20%. Đúng rồi. Bởi vậy bao giờ người đàn ông cứng cơ nào cứng cũng có tính nữ không đó. Chuyện đó chuyện bình thường mà, nó không có gì là lạ cả. Đôi khi cũng có lúc mềm mỏng. Cái đó là chuyện rất là bình thường, tạo hóa mình nó là vậy, không ai 100% cả. Không ai 100% hết ha. Đó, bởi vì ta nói là trong cái triết lý của phương phương nào ta phương Đông á thì nó cũng có cái gọi là
trong nhu có cương, trong trong cương có nhu và là một, và không ai trong âm có dương, trong dương có âm. Bạn thấy cái vòng tròn bát quái đó, nó vòng tròn bát quái đó là hai đầu đó, là âm dương, nó có ý nghĩa đó là như vậy đó. Thì bạn nào mà có học qua triết học trong đại học á thì chắc cũng có nghe qua phần này đó. Bởi vậy trong cơ thể chúng ta là cái hai, người nào có hai hóc môn này cả, ví dụ như Hương á thì S80, ví dụ thôi nha, chứ không phải là lúc nào cũng vậy, có thể 90 đó, có thể 90 và test là 10. Mà khi Thu Hương tập gym á, test nó bò lên chút đỉnh, nó bò lên 11, 12, 13, 14 gì đó, nhưng mà cũng không bò. Làm sao mà anh biết là test nó bò lên mà không phải là S nó bò lên? Sao S được, tập gym là em vận động nặng mạnh này nọ kia, S test nó sẽ tăng chứ. Test tăng thì làm test tăng thì làm sao mà phụ nữ người ta có những cái thân hình mà cân đối hơn và đẹp hơn được? Liên quan gì? Cái chuyện test tăng đâu khẳng định là xấu em. Cái chuyện đó chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó tăng trong phạm vi nhỏ thôi, chứ không tăng để làm đổi thay đổi giới tính của mình, chuyện đó là không có. Nên cái việc tập gym mà nó thay đổi giới tính á thì anh không nghĩ là sẽ có, nhưng mà nó sẽ làm cho người ta mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ cả về ý chí, cả về thể lực. Đó, bình thường dù như nhỏ này bò nó bỏ khóc, giờ chồng nó gì nó cũng chả khóc nữa. Tại tập gym nó làm cho người nó mạnh lên rồi. Đối giống như là tập gym xong mà cố đẹp ra rồi cố thiếu gì lựa chọn. Không phải vấn đề đó, nhưng mà tập nó làm mình mạnh ở tâm lý, mạnh ở suy nghĩ, không còn sợ ma nữa, không còn lúc nào cũng đọc tiểu thuyết đêm khuya mà khóc thút thít một mình nữa. Không còn cái khái, không còn chuyện đó. Ví dụ như bây giờ bình thường đàn ông á đi ra đường gặp khác bự hơn á thì rung đúng không? Giờ đi gặp khác bự cũng kệ. Nó hết rung rồi, nó làm cho mình mạnh mẽ hơn, làm cho mình khỏe khoắn hơn. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chứ không phải là làm cho mình thay đổi giới tính là chuyện không có. Em hoàn toàn yên tâm, em đừng có đụng gì, chọn cho hormone thì thôi. Ví dụ như em ăn những thực phẩm mà nó có thể là nó gây biến đổi gen thì bỏ. Thực phẩm biến đổi gen là bỏ. Cái gì mà nó biến đổi gen đó thì mình không chơi. Giống như là bây giờ em, ví dụ như em cũng tình ngay lý giam, đâu biết gì đâu, em ăn thịt heo đi, nhưng mà con heo đó, bản thân con heo đó nó đã được chích cái loại thuốc gọi là biến đổi gen rồi. Em ăn nó vô là chẳng qua là em ăn luôn cái biến đổi gen, thì chính những cái như nó độc hại gì đó mới làm mình gọi là ảnh hưởng. Chứ còn bây giờ anh ăn xanh sạch đẹp này, con heo ăn heo nuôi bằng cám đi, đừng nuôi bằng tăng trọng đi đó, thì là ngon lành. Nhưng mà chuyện cám chuyện tăng trọng giờ ai biết được, hên xui. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12.758. Bạn cao 1m75, nặng 67kg và hiện bạn đang dùng amino 6000. Thường tập giấc trưa vì công việc chuyển giờ tập qua buổi sáng. Sáng thức sớm không có đồ gì ăn để lót dạ hết nên là không tập được sung. Em xin hỏi là em định chuyển qua các loại sữa, nhưng liều loại quá em không biết chọn loại nào cho phù hợp, và các loại sữa đó uống trước khi tập thay cho việc ăn uống buổi sáng thì có ổn hay không? Ổn, tùy loại, nó có một số loại ổn. Như bạn hơi bị gầy thì bạn có thể chọn size up, max trung năng lượng hoặc max effect, max cao năng lượng. Thì hai loại này bạn có thể uống trước khi tập, nó sẽ cung cấp cho bạn giống như bữa ăn vậy đó, thậm chí có những điểm tốt hơn bữa ăn nữa. Bên cạnh đó thì xin được chia sẻ cái hộp con cỏ vằn đúng không anh? Nếu mà điều kiện kinh tế chưa cho phép thì bạn có thể là sử dụng cái sản phẩm này vào buổi sáng, cũng rất là phù hợp. Ê, con cọp này như là mua hai hộp rẻ lắm. Và Thu Hương hy vọng là bộ phận media nhớ là sẽ chèn đường link hay là hình ảnh của sản phẩm con cọp để cho bạn tham khảo. Tại vì thường chúng ta tập buổi sáng thì chúng ta sẽ cần đến một cái gì đó thay thế cho một bữa ăn sáng nhưng phải hấp thu nhanh. Thì trong sản phẩm này có cáp nhanh, protein và acid amin rất là phù hợp, đặc biệt là đối với một người mà cũng cần tăng ký giống như bạn. Ví dụ như bà cao 1m75, nặng 67kg thì bà vẫn cần phải lên ký nữa, cho nên là nếu bạn không có khả năng mà dùng những cái sản phẩm như là Supermat hay là Maxomat hay là Mad Effect nhanh Duy vừa nói, thì bạn có thể sử dụng cái sản phẩm cỏ vằn cũng rất là tuyệt vời và hoàn hảo cho bữa ăn sáng để tập vào buổi sáng trở nên sung sức hay hơn. Trở lại với chương trình, trong câu hỏi 12.759, bạn đang dùng pháp burner sau khi đem mỡ đi đốt năng lượng để sinh ra, được sinh ra để sử dụng, như vậy thì nếu sử dụng không hết thì nó sẽ đi đâu? Đây là một câu hỏi hỏi về chủ đề, đó là tìm hiểu cái cơ chế đốt mỡ trong các dòng sản phẩm pháp burner. Thu Hương nhớ là anh Duy đã có những cái video phân tích rất là kỹ về những dòng pháp burner chia ra làm nhiều loại, ví dụ như là pháp burner chứa chất kích thích. Trong các chất kích thích ở đây đó là cà phê, ví dụ như là sản phẩm Lipo 6. Anh Duy có phân tích về cái cơ chế đốt mỡ của nó. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái dòng đốt mỡ tự nhiên rất là rõ ràng, anh Duy có thể chia sẻ lại một lần nữa một cách ngắn gọn. Bây giờ bạn hỏi là cái năng lượng do pháp burner sinh ra, nếu bạn xài không hết đó, thì nó đi đâu? Khi bạn xài không hết nó đâu sinh ra,
ở khi nào bạn có nhu cầu nó mới đáp ứng chứ, đúng không? Khi nào có lẽ đó chính là lý do mà khi mà chúng ta dùng lipo là chúng ta phải cố gắng là chúng ta vận động để tạo điều kiện cho mỡ được đốt. Còn nếu mà chúng ta uống thì nó cũng chỉ hạn chế được phần nào. Bởi vậy nói là trên đời này không có thực phẩm nào nó giảm mỡ mà nằm nhà ngủ hết. Đó, nên câu này bạn nghe qua bạn cười cho nó Thương vui thôi. Nhớ có một lần có một bạn hỏi là có cái sản phẩm đốt mỡ nào mà vẫn đốt mỡ mà không cần đi tập, rồi không cần vận động. Không có. Cũng rất là khó, không đúng không? Hay là những cái người mà người ta buôn bán, người ta phải ngồi một chỗ, người ta không đi được đi lại nhiều, thì những người đó sử dụng sản phẩm đốt mỡ thì em nghĩ là họ cần phải siêng năng cái vấn đề mà giống như là bốc xếp hay là sắp xếp hàng hóa, thì vẫn có thể tạo điều kiện cho cái việc mà mỡ được đốt để làm trở thành năng lượng. Dạ, đúng rồi, bạn phải hoạt động cái gì đó. Nói chung mà không được nằm một chỗ, bạn phải làm gì đó. Bạn ngồi bạn viết lách, hay bạn ngồi bạn suy nghĩ, hay là bạn ngồi bạn nói chuyện, hay bạn đi lại, hay bạn vận động nhẹ, hay là bạn cardio gì đó. Nói chung bạn phải vận động gì đó thì cơ thể mình có nhu cầu, thì cái pháp burner này mới thúc đẩy đốt năng lượng. Chứ không nó nằm trong người bạn thôi, chứ nó đi đâu giờ? Nó không có nhu cầu thì năng lượng không sinh ra. Đó, nếu mà nó có sinh ra nó có sinh ra thì nó chỉ sinh ra nhất làm cho thân nhiệt mình nóng hơn. Thân nhiệt mình nó nóng hơn thì nó đốt được chút đỉnh. Rồi nó làm cho hệ cho mình cái sự trao đổi chất trong cơ thể mình nó nhanh hơn, nó nhiều hơn thì nó cũng đốt được chút đỉnh. Thì nhưng mà cái chút đỉnh đó thì nó không có nhiều bằng mình kết hợp với mình tập luyện thêm thể thao để cho đốt ghê hơn. Chúng ta trở lại với chương trình trong câu hỏi cuối cùng, câu hỏi 12760 về sản phẩm mà chứa steroid thì có gây hại gì đến sức khỏe hay không? Như chúng ta biết là steroid là một chất kích thích thì có thể gây hại cho vấn đề các cơ quan nội tạng của chúng ta như là gan, thận nếu mà chúng ta sử dụng giống như là quá liều. Và đây cũng là một chất mà chúng ta cũng không nên là lạm dụng quá để ảnh hưởng đến cái chất lượng sức khỏe của chúng ta. Ủa đã là steroid thì tại sao em phải dùng từ lạm dụng quá, chắc nó không xài luôn chứ bác sĩ? Đúng là không xài, và cũng có người thì lạm dụng, cho nên là chúng ta steroid nó là một chất cấm, nên là nói nhất steroid thì hầu như là những cái bạn mà không biết thì vẫn có thể tham khảo. Đúng rồi. Còn những bạn mà biết rồi thì lại trong một cái cảm giác cũng khá là hoang mang và lo lắng. Tại sao họ hoang mang lo lắng? Thì họ sợ là trong những cái thực phẩm bổ sung mà nhà sản xuất có khi nào lại bỏ thêm một tí steroid vào hay không? Có, mấy nhà sản xuất mất nớt là nó bỏ luôn đó nha bạn. Chứ không phải là nó không bỏ đâu, nên thực phẩm bổ sung nó cũng đôi khi nó láo nó bỏ steroid trong đó đó. Mình uống mình chết queo luôn. Xin chia sẻ câu hỏi của bạn 12760. Mát effect hay các loại mát có chứa steroid hoặc là uống nó có gây hại, gây ra bất cứ một bệnh nào cho cơ thể? Bởi vì em định mua mà rất sợ nhà sản xuất bỏ một ít chứ không phải là tự nhiên. Em còn nhỏ nên phải hỏi, chứ không thì nó gây nhiều bệnh là em xong luôn. Vậy làm sao để có thể nhận biết rằng là những cái sản phẩm liệu có chứa steroid hay không? Cái sản phẩm Max Effect nó có hai cái chứng nhận bạn, GMP và NFS, đúng không? Nó có hai chứng nhận đó thì nó cái độ an toàn nó là ok rồi, và nó có lưu hành tự do, nó được phép xuất khẩu bằng cả bên Mỹ cấp cho nó, và Việt Nam test nó hoàn toàn lành, hoàn toàn an toàn, nên bạn yên tâm với sản phẩm này. Còn tất nhiên anh nói là những sản phẩm khác, ví dụ như giả sử một sản phẩm nào đó đi mà nó có bỏ steroid trong đó thì giống như bạn uống steroid trá hình chứ còn lại gì nữa. Thì steroid gây tác hại gì thì bạn bị hết tất cả những tác hại đó. Vậy thôi, mà nói chung steroid là chất cấm. Trừ khi nào mà bệnh nhân bị bệnh gì đó mà bác sĩ cần phải dùng steroid để điều trị thì đó ok, chuyện đó chuyện bác sĩ lo và bác sĩ gọi là chịu trách nhiệm. Giống như là bây giờ đó, ma túy là chất cấm đâu, ma túy là chất gây nghiện. Nhưng mà những cái lúc nào đó bạn bị bệnh gì đó thì bác sĩ có quyền sử dụng ma túy trên người bạn để trị cho bạn bệnh đó, hoặc là cho bạn quên cơn đau đi, để chích hay để mổ để cắt gì của bạn đó. Cái đó là việc của bác sĩ, cái việc đó là việc của y học, chứ không phải là việc của cuộc sống bình thường chúng ta. Câu hỏi của bạn vừa rồi thì cũng đã khép lại cho một hỏi đáp 652. Xin thân ái kính chào các bạn. Thứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang khí phách nam nhi, tình yêu vinh hằng bất diệt cuồng si, bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. Ôi may mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh, như bên vest quanh mệt mặc cổ thi, lên Paris chết níu tin thuần thứ. Anh oai hùng trên đôi chân mạnh mẽ, em yêu kiều sexy lady, nhưng cuộc sống bao điều đang chờ ta, cần phấn đấu đâu chỉ có riêng thôi, sức khỏe danh vọng hạnh phúc sánh đôi, dám mà tăng cường body fitness, trong cuộc đời làm sao có hết đây, sẽ rất tự
hao một kiếp chim mơ. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.